Hôm nay là ngày 20 tháng 11 và chúng ta có một cuộc kết nối đặc biệt với một thính giả đặc biệt ngay sau đây. Anh Xuân Hùng ạ, anh Xuân Hùng có thể tiết lộ cho quý vị thính giả được biết đó là ai không ạ? Chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện với thầy giáo An Xuân Mười ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên ạ. Dạ. Vâng, Xuân Hùng và Ngọc Oanh xin được chào thầy Mười ạ. Vâng, xin chào Ngọc Anh và Xuân Hùng. Xin cho mình gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hưng Yên. Dạ vâng, em chào thầy. Thầy ơi, ngày hôm nay là một ngày 20 tháng 11 khá là đặc biệt đúng không ạ thầy? Đúng rồi. Dạ, hôm nay là một ngày đặc biệt mà không có các chương trình ca nhạc chào mừng. Thầy trò thì cũng chẳng được gặp gỡ nhau trực tiếp đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng. Thế thì cảm xúc của thầy trong ngày hôm nay thì như thế nào ạ? Nói chung là như bạn vừa trao đổi rất là đặc biệt. Nói chung là mình dành rất là nhiều tình cảm cho các em học sinh, cho những người cộng đồng, đặc biệt là những người đang bị phong tỏa ở xã Đại Hưng. Nói chung là cái cảm giác nó rất là xúc động, bởi vì ngày vui của mình, ngày vui của những thầy cô, nhưng mà vì cái tình hình dịch bệnh thì mình chia sẻ cái niềm vui đó bằng cách là mình có thể giúp đỡ cộng đồng. Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, thầy giáo An Xuân Mười ngoài là một giáo viên nhiệt huyết yêu nghề thì thầy còn rất tích cực tham gia làm các cái công tác thiện nguyện. Vâng, xin được hỏi thầy An Xuân Mười là xuất phát từ đâu mà thầy lại có những cái suy nghĩ và việc làm như vậy ạ? Mình thì chỉ nghĩ đơn giản thôi, là mình muốn chia sẻ cái tình cảm của mình đối với những người khó khăn hơn, đặc biệt là những người đang bị cách ly. Thực ra thì mình nghĩ rằng là cái vật chất thì mọi người không thiếu đâu, nhưng cái cơ bản là cái tinh thần. Để mình làm sao thông qua cái việc làm của mình để động viên, để mọi người đều có ý thức và cũng như là cố gắng để nâng cao sức khỏe, để có nhiều cái tinh thần để cùng chung nhau đẩy lùi đại dịch COVID-19. Dạ vâng ạ. Không biết là trong cái thời điểm mà dịch bệnh diễn biến phức tạp như thế này thì thầy mới có thể chia sẻ với quý vị thính giả được biết về những cái hoạt động thiện nguyện của mình không ạ? Mình thì có cái nhóm là An Xuân Mười và những người bạn. Thế thì mọi người thì cũng rất là tin tưởng mình, cho nên là mọi người cũng đã ủng hộ mình. Nói chung là tương đối là nhiều tiền và vật chất để tặng cho những nơi phong tỏa hoặc là những nơi mà bị những người bị cách ly. Rồi nhóm mình đi nấu cơm để phục vụ những người đang cách ly ở tại huyện Khoái Châu. Nói chung là làm được rất là nhiều việc. Nếu mà đối với mình thì mình nghĩ rằng là mình đã rất là cố gắng. Như vậy vừa là giáo viên dạy học này, xong rồi tham gia rất là nhiều hoạt động thiện nguyện như vậy nữa, thì không biết là thầy đã phải làm như thế nào để mà sắp xếp thời gian của mình nó hợp lý, để công việc nào cũng đạt được hiệu quả ạ? Mình thì có thể nói nó hơi thật một chút là mình phải ngủ ít hơn mọi người. Ví dụ như là phải thức khuya hơn này, phải dậy sớm hơn này, rồi mình sắp xếp với công việc. Ví dụ như công việc của nhà trường hạn là mình luôn luôn phải cố gắng hoàn thành tốt. Đấy, ví dụ như chúng mình đợt vừa rồi thì nó có một loạt các cuộc thi, ví dụ như là cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử chẳng hạn, hay là cuộc thi an toàn giao thông nụ cười cho trẻ thơ chẳng hạn. Rồi các cuộc thi đó thì mình đều phải cố gắng để làm thật tốt. Thì sau đó thì mình sẽ dành những cái thời gian để mình làm các công tác thiện nguyện. Thì mình cố gắng là làm tranh thủ mọi lúc mọi nơi và ngủ ít hơn một chút. Ngủ ít hơn một chút, như vậy là gia đình cũng rất là chia sẻ với thầy Mười đấy ạ, đúng không ạ? Đúng rồi, đặc biệt là nhà mình thì được cái là bà xã nhà mình ý, rất là có khi là kiểu mình hay trêu là chấp nhận một ông chồng ý, chấp nhận. Vợ mình cũng rất là giúp mình các cái công việc, công tác thiện nguyện, ví dụ như là mọi người đem rau đến tặng này chẳng hạn, thì cũng nhờ bà xã rồi nhờ hàng xóm này chia ra để cho nó đều chẳng hạn. Hay người ta đem cam đến thì mình cũng bảo chia đều ra, để ví dụ như là mỗi nhà được một phần bằng nhau chẳng hạn. Đấy. Nói chung là cũng phải nhờ mọi người chung tay đấy, chứ mình cũng không nào xuể đâu. Như vậy có thể nói rằng bà xã của thầy Mười cũng rất là tự hào về một người chồng đầy nhiệt huyết và tham gia nhiều công tác thiện nguyện như vậy để hỗ trợ cho mọi người. Rồi các học trò của thầy Mười cũng vậy, có lẽ là các học trò cũng rất là tự hào vì mình có một thầy giáo như vậy đấy ạ. Ngọc Oanh có biết không, phía
sau của một người đàn ông thành công bao giờ cũng có bóng dáng của một người phụ nữ, và vợ của thầy giáo An Xuân Mười là người luôn luôn đồng hành, chia sẻ cùng với chồng của mình trong mọi công việc, trong đó có công tác thiện nguyện để chồng của mình yên tâm để mà làm việc, làm công tác xã hội, phải không? Vâng. Và bên cạnh việc làm công tác thiện nguyện như vậy thì thầy Mười cũng vẫn luôn làm tròn vai của một người giáo viên đứng lớp, đúng không ạ? Thầy Mười có thể chia sẻ cho quý vị thính giả được biết về công việc đứng lớp của thầy hiện nay thì là như thế nào ạ? Công việc đứng lớp của mình thì thực ra thì cũng xin chia sẻ hơi dài hơn một chút, là mình cũng đã công tác được 24 năm rồi. Và năm nào mình cũng ngay từ năm thứ hai ra trường mình đã tham gia thi giáo viên giỏi công huyện đấy. Và liên tục thi. Và có một điều rất là vui mà muốn được chia sẻ với các bạn cũng như là quý vị khán thính giả, rằng là mình mới nhận được một cái quyết định là mình được giải nhì cấp quốc gia trong cuộc thi an toàn giao thông nụ cười cho trẻ thơ của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Thế thì mình là người duy nhất của tỉnh Hưng Yên lọt vào top 30 của toàn quốc. Và trong cái top 30 đấy thì mình thi tiếp vòng giảng bài nữa. Thì là mình đã đạt giải nhì. Xin được chia vui với quý vị và các bạn. Dạ vâng, rất là chúc mừng thầy ạ. Không biết là thầy, cái việc mà mình chuẩn bị cho cuộc thi như vậy ấy, thì có nhiều khó khăn vất vả gì không, và có được những cái sự chia sẻ của mọi người như thế nào ạ? Thực ra thì mình nghĩ rằng là thi vòng 1 thì là mình chỉ là tích lũy tất cả những kiến thức mà mình đã phổ biến cho học sinh và mình đã cùng với học sinh làm rồi. Bây giờ mình chỉ tổng hợp lại thôi. Và thực ra thì mỗi người có một quan điểm, có thể có những người thi cái cuộc thi này là dành cho tất cả giáo viên tiểu học đấy. Thế nhưng mà cũng có người thì gọi là chỉ thi để cho qua lần thôi. Nhưng mà mình nghĩ rằng là nó tất cả các cuộc thi thì ban tổ chức nào cũng muốn là có các thí sinh để tâm huyết, đúng không ạ? Thế nhưng mà mình thì thấy nó phù hợp thì mình lại càng tâm huyết hơn. Và đấy là vòng 1 thì mình đã phải, nghĩa là mình đã tổng hợp lại tất cả những cái gì mà mình trao đổi với học sinh mà để mình thi và đã lọt vào top 30. Thì đến khi mà lọt vào top 30 thì ban tổ chức có yêu cầu mình phải giảng một bài. Thì rất là may là ban giám hiệu trường mình, đồng chí hiệu trưởng rất là quan tâm và rất là khắt khe đấy. Yêu cầu là đồng chí phải làm thế này, đồng chí phải làm thế kia. Và đồng chí nhà trường cũng đã ủng hộ mình rất là nhiều về kinh phí để có thể làm tốt được. Nhân đây thì cũng cho mình xin phép là xin một câu là cảm ơn ban giám hiệu nhà trường cũng đã rất là ủng hộ mình để mình đạt được cái giải đó. Thực sự là thầy thì đã được sự hỗ trợ rất là nhiều từ ban giám hiệu nhà trường cũng như là các đồng nghiệp của thầy. Tuy nhiên thì Ngọc Anh lại nghĩ rằng là trường nào mà có được một giáo viên tâm huyết như thầy thì thực sự đó là may mắn đấy ạ. Đó là ngôi trường nào vậy ạ thầy? Mình nghĩ rằng cái gì ai thế thôi. Ai cũng muốn làm tốt việc của mình, nhưng có cái là người ta cái khả năng ông trời ban cho chẳng hạn. Đấy, hay là ví dụ như là nếu mà mình được vào một cái mảnh đất mà nó màu mỡ thì mình sẽ tranh tốt hơn. Như vậy là thầy Mười rất là cảm ơn mảnh đất màu mỡ nơi mà mình đang công tác, đúng không ạ? Hiện nay thì thầy Mười là đang là đứng dạy lớp mấy hả thầy? Mình là giáo viên dạy môn mỹ thuật, mình dạy từ lớp 1 đến lớp 5 và mình làm tổng phụ trách đội. Mình làm tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh của nhà trường. Cũng đã được 23 năm rồi. Thầy giáo ơi, bề dày kinh nghiệm thầy Mười rất là tâm huyết, yêu nghề, mến trẻ. Và Oanh có thấy không, thầy Mười có một cái quan điểm mà đã không thi thì thôi, mà thi là phải hết sức là nghiêm túc, là trách nhiệm, đúng không? Tức là chứ mình làm phải, việc gì mình cũng để tâm thi vào đó. Thi xong xuôi tất cả lại về, mà thi xong xuôi giật giải rồi về. Dạ đúng rồi. Không, như này, thực ra như này nhá, thi phải cố gắng hết sức. Còn đạt giải hay không thì đấy là một vấn đề. Hoặc là có thể là cái suy nghĩ của mình, cái khả năng của mình, cái trình độ của mình nó có phù hợp với cuộc thi hay không, đấy là một vấn đề khác. Nhưng mà đã thi là phải cố gắng. Nhưng mà em được biết là thầy Mười là có duyên với các giải thưởng. Và có phải không thầy? Vâng, rất có duyên. Đúng rồi, mình đã thế thì bạn đã nói thì mình lại phải xin phép chia sẻ thêm một chút. Ngày này năm ngoái thì mình được giải nhì cái cuộc thi của Hội Văn học Nghệ thuật Hưng Yên và Hội Chữ thập đỏ tổ chức. Và ngày này của năm nay thì mình cũng được giải, nhưng mà được giải hẳn của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức. Với tinh thần là có một cái cuộc thi, đó là cuộc thi Hành Trình Chữ thập đỏ, và mình cũng đã tham gia và mình được giải nhất tuần và được giải khuyến khích của cuộc thi. Và ban tổ chức cũng đã
gửi giấy chứng nhận hôm nào và ạ? Gửi phần thưởng. Dạ, hôm nào thầy 10 nhận giải của Bộ Giáo dục đấy, cái giải nhì mà thầy nãy thầy nhắc đấy, thì nhớ khao hai MC của chương trình và ekip thầy nhé. Ôi, thật chí mình muốn được chia vui với mọi người lắm. Dạ vâng. Vâng, thầy mới hôm nay là ngày 20 tháng 11, là một ngày rất là đặc biệt đối với thầy và cũng đặc biệt với cả ekip làm chương trình nữa. Vậy thì kết nối với chương trình ngày hôm nay thì thầy có muốn chia sẻ thêm gì với chương trình và với thính giả nghe đài Hưng Yên không ạ? Vâng, nhân ngày 20 tháng 11, ngày Tết của chúng tôi, thì cũng rất là vui được chia vui với mọi người và kính chúc quý vị khán giả, thính giả cũng như là các bạn là có một sức khỏe tốt và mình luôn luôn vươn lên để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho. Và đặc biệt là có một gia đình thật hạnh phúc. Dạ vâng. Thay mặt cho quý vị thính giả, cảm ơn thầy Mười thật là nhiều. Thầy Mười ơi, ngày hôm nay thì là ngày đặc biệt của các thầy các cô, thì chương trình muốn gửi tặng thầy một ca khúc, thì thầy có yêu cầu ca khúc nào ạ? Ôi, có rất là nhiều bài hát về thầy giáo cô giáo. Dạ. Rất là hay, nhưng mà mình thì lại thích một bài là cái bài Khi tóc thầy bạc ấy. Dạ, Khi tóc thầy bạc. Bởi vì mình cũng đã tóc bạc rồi. Dạ, một thầy tổng phụ trách tóc đã bạc rồi nhưng mà lúc nào cũng đầy nhiệt huyết đúng không? Vâng. Dạ. Rất là cảm ơn thầy Mười ngày hôm nay đã có một cuộc trò chuyện rất là thú vị với chương trình, với quý vị thính giả. Thực ra là sau khi mà có được cuộc trò chuyện này với thầy Mười thì em không biết là anh Xuân Hùng như thế nào, chứ còn em cũng thấy náo nức theo thầy luôn đấy. Vâng. Được lan tỏa năng lượng tích cực từ thầy. Đúng, quả thật là như vậy, được lan tỏa cái năng lượng tích cực từ thầy Mười. Và hy vọng rằng là qua cái cuộc trò chuyện này thì cũng mang cái nguồn năng lượng tích cực tới tất cả các quý vị thính giả đang nghe trực tiếp chương trình Kết nối 92.7. Vâng, chúng ta dù ở đâu, làm bất cứ công việc gì thì chúng ta luôn luôn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình, là một công dân tốt, luôn luôn yêu nghề. Và đặc biệt là có một gia đình hạnh phúc nữa. Được như vậy. Là thầy Mười có nói đấy ạ. Vâng, cảm ơn thầy Mười rất là nhiều ạ. Và xin chúc thầy sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe, luôn đầy nhiệt huyết để tiếp tục mang đến thêm nhiều điều thú vị cho những chuyến đò của thầy nữa ạ. Vâng, thế thì cuối cùng thì cũng không biết nói gì hơn. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Và cũng như vừa rồi đấy, là thể theo yêu cầu thì hãy tặng chúng tôi một bài hát để thầy giáo hoặc cô giáo. Vâng, xin cảm ơn rất là nhiều và xin được hẹn gặp lại trong một dịp khác. Vâng. Cảm ơn thầy Mười ạ. Và bây giờ thì sau khi kết thúc cuộc trò chuyện này thì thầy Mười sẽ tiếp tục bật đài lên và sẽ lắng nghe được ca khúc mà chương trình gửi tặng thầy cũng như là các thầy các cô và quý vị thính giả ạ. Vâng, chúng ta vừa có một cuộc kết nối rất là thú vị với thầy giáo An Xuân Mười, là tổng phụ trách, là giáo viên dạy môn mỹ thuật của trường tiểu học xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Và không chỉ là việc làm tròn vai của một người thầy rất là nhiệt huyết, thì thầy Mười còn tham gia rất là nhiều hoạt động thiện nguyện xã hội nữa. Và thầy Mười đã và đang lan tỏa rất là nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Quả thật là những tấm gương thầy cô giáo như thầy Mười, đó là cái tấm gương để cho tất cả chúng ta cùng phải nhìn vào, đúng không? Và để chúng ta có những cái việc làm cũng cho có những cái năng lượng tích cực hơn trong cuộc sống.